Ui, ngon quá. Đây là món lạc chua nấu với cá chép. Mọi người có thấy ngon không hả mọi người? Thấy ngon thì ăn cùng mình nhá. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay Hoàng với mẹ sẽ đi lên trên rừng này để tìm lá chua. Người Tày gọi là lá sổm lồm ấy, còn tiếng phổ thông gọi là lá giang. Đấy, nó là một cái loại rau lá chua thôi, để mang về nấu canh cá lá chua. Các bạn đi cùng Hoàng và mẹ nhé. Muốn nấu được món lá chua này thì phải đi vào rừng tìm. Lá này chỉ có ở trong rừng thôi. Đây là đến gốc của cây lá chua đây rồi. Đây là lá chua này các bạn. Đấy, lá chua nhìn nó gần giống lá của cây si ấy. Mẹ mình, mẹ Hoàng bảo là đây là mang về vừa nấu được canh này, vừa gội đầu, mang về nấu đun nước lên để gội đầu, cho một ít bồ kết nữa để làm cho nó mượt tóc. Cái lá chua này thì nó sẽ ngầu lắm ấy. Trong lúc mẹ Hoàng đang hái lá chua thì Hoàng tranh thủ cho mọi người xem cảnh buổi chiều ở quê Hoàng này. Đấy, ở dưới này là nhà của Hoàng. Đằng trước là có con đường mới làm xong, đi qua rất là đẹp luôn. Đằng sau là một con suối nhỏ chảy vào hồ Ba Bể. Đấy, đây là hồ Ba Bể. Hôm nọ Hoàng với anh Tú đánh cá ở bìa rừng bên kia kìa. Với lại đi lên chỗ rừng trên kia để lấy cái lá chanh rừng mang về chữa viêm xoang đấy. Đây, ở đằng sau nhà nhìn ra hồ Ba Bể, cảnh vật rất là đẹp các bạn ạ. Thôi Hoàng về với mẹ hái thêm ít lá xong là nấu canh cá mời các bạn ăn nhé. Bằng này chắc là được rồi. Đây để con hộ hái thêm tí. Sổm lồm, người ta thường có bài ca hát bảo là sổm lồm đinh đông lạc chân ở đây nhàng lạc chải xo bay trúc đuôi, họ bảo thế đấy. Mẹ, chồng ấy. Mẹ đây lâu lắm không nghe hát kiểu giọng tiếng Tây nữa. Thôi đi về nấu đi. Đi, trời gần tối rồi. Mẹ con mình về nấu canh cá chua đây. Con ơi, lá này lá chua. Lấy về nấu canh cá ngon lắm con ạ. Người ơi, mà mọi người được cá to về thì lấy cái lá chua này về nấu riêu ngon lắm. Đồng thời thì mình cho một tí mẻ nè, lá chua này nè, mẻ nè, một ít hành nữa, ngon lắm các bạn ạ. Mẹ vừa đi lấy lá chua về, bây giờ sẽ cắt ra, chọn những cái lá non ấy, để mà hộp canh cá. Lá này nhiều nhựa quá mẹ nhỉ? Nhiều nhựa nhưng mà nó mới khử được mùi tanh của cá. Món ăn của dân tộc ấy, thì nên mời các bạn mọi người cùng thưởng thức với mình nhá. Ai chà.
sạch rồi mình ạ. Sạch cũng khoảng 2 lít. Rửa 2 3 lít nước cũng quá sạch. Rồi. Cần gì 3 nước, 2 lít là được rồi. Nước lấy từ khe về ra ở con hơi bị tắc không này? Không, mùa này không có trâu bò lên không bị tắc không? Nhưng mùa này lại hơi ít nước. Nước sạch. Ở trong miền Nam người ta còn đang thiếu nước. Này. Đầu đây là lòng cá chép này. Cá hồ Ba Bể đấy. Đây là khúc đuôi này. Nồi canh chỉ cần là cho bằng này xuống thôi là ngon rồi. Đấy. Đi rửa lại thôi. Càng ký càng lắm. Đừng rửa lại tí. Cho nó an toàn. Gia vị của món cá chua có gì nhiều không mày? Gia vị của cái lá chua này thì ở đây thì thiếu chợ thì xa nhà không có. Thiếu cái thì là thì chỉ là cho hành với lại mẻ thế thôi, lá chua nữa. À nhầm rồi, cho lá chua xuống trước. Thứ già lú lấn thật. Cho lá chua xuống trước để tránh cá bị cháy hay là như nào ạ? Cho lá chua từ đầu nó mới chua. Nếu mà nó sôi được một lúc cho xuống thì nó không chua mà nó ăn nó còn hơi cái mùi nước gội đầu ấy. Đấy. Mẹ không ở thì cứ thế mà làm. Cứ lúc nào cũng chỉ biết là mẹ làm cho ăn là không được. Hay lấy mùa khoai rồi. Đấy. Cho nước từ đầu. Thế sao không để nó sôi nước rồi xong cho... Không, à. Không làm như thế được đấy. Phải làm từ đầu như thế này. Đấy. Thế này. Thế con thấy mọi người hay rán trước xong là... Không, rán thì nó không ngon. Nó thành cá rán mất rồi. À. Đây mọi người ấy, thì cá thì cho lá chua với nước lã và cá tươi xuống từ đầu, không cần phải rán cá hay là cá phải hay là nước phải sôi rồi mới thả lá chua thả cá xuống đâu. Đấy. Rồi bây giờ đợi nó sôi và cho gia vị thêm thôi. Thế thôi, cho xong rồi. Cho gia vị xong. Thì mẹ tranh thủ đi chân lợn đi đã, rồi lên hàng cho gia vị sau. Lợn nhà Hoàng thì chỉ chăn thế này thôi. Tinh cám ngô với lại lợn bé là cám ngô với lại bon. Lợn to là toàn chuối chứ mình đâu, lợn sạch. Nồi này là của lợn to, nồi này là của lợn bé. Có 3 bữa lợn con chóng đói á. Lợn chăn thì này thịt nó ngọt thịt lắm mà dai thịt. Kiểu lợn rừng á. Lắm ạ. Xuống được rồi đấy.
Mùi lắm rồi. Tí cho gia vị xuống sau. Bây giờ phải cho nó chín thật kỹ trước đã. Cho xuống thêm độ chua cho lá chua. Mẹ này không cần lọc đâu. Người ta phải lọc ra này. Không cần lọc. Thế lá chua đấy là lá chua không đủ độ chua hay sao phải cho thêm mẻ? Mẻ thì nó có vị thơm của mẻ, còn lá chua thì nó vẫn ấy. Cho thêm một ít mẻ cho nó có nó rực mùi mẻ nó ngon. Tí nữa còn cho một ít hành nè. Con thấy mùi thơm rồi. Ớt nè. Mùi của cái lá chua này nó có vị thanh thanh nhỉ, mùi. Ừ, đấy à. Dễ nhỉ. Các cụ bỏ cá muối sau, rau muối trước. Bây giờ nó sôi thế mới cho muối này. Rau xanh thì phải cho muối trước. À. Cá thì phải cho sau. Cho trước thì nó cứng, ăn nó không ngon. Ở nhà có mẹ với anh Tú thì nấu ăn ngon. Còn mình thì ít vào bếp nên là nấu ăn toàn. Mùa Covid thì lợn lết thì ăn nhiều thịt lợn thì cũng sợ bột. Lợn nhà mình thì không ăn bột đâu. Vừa rồi Tết thì thịt con hơn tạ, bây giờ vẫn ăn thịt lợn nhà. Đấy, sau đó mẹ rửa qua một tí. Bây giờ cho thêm hành này. Thử đây. Xem nó vừa chưa mẹ? Vừa lắm rồi. Món này thì canh chua thì ăn thì hơi bị tốn gạo một tí. Ngon, có ngon thật chứ hơi tốn gạo tí. Bây giờ bát một lèo thế này là xong. Dân giá một mạc nhà quê. Mạc làng quê thế này thôi. Nhớ ra cho nên bía thì nó đỡ. Ăn thế này nó mới ngon. Ôi ngon quá. Đây là món lá chua nấu với cá chép. Mọi người có thấy ngon không hả mọi người? Thấy ngon thì ăn cùng mình nhá. Cả nhà ăn cơm nhá. Đây cho bà Diêm. Đây là món này là lá diếp cá thì lá mơ nữa. Ăn cũng tốt lắm. Mơ mơ màng màng. Màng mơ màng. Mơ uống à? Uống hả? Uống chưa? Con đi đá. Đây. Đây cơm nhà nung chỉ có thế thôi. Ai trong đời chẳng uống rượu. Ly uống không? Ăn. Uống hết. Con nhỏ đi thế em sao uống nhiều đường rồi ông ơi. Thì trong cơm bị bà tân nữa uống rượu. Ngon lắm. Dạ, mắt cá chép. Bên nào lấy chưa? Chẳng lấy rồi. Đây bà nhé mà, lấy 2 kg lắm đấy. Xem từng lá bà một, ăn khỏi phải lo luôn. Nào mời mọi người thưởng thức món lá chua ở canh cá lá chua. Ngon. Quá ngon. Lá chua này cái gì vậy? Ăn kèm với rau diếp cá. Lá mơ. Mơ màng mơ màng. Nó mới là phong. Chua nè. Quấn ngon lắm. Nào mình thử cái món canh cá lá chua này nè. Đó, mời mọi người nhé. Vừa ngon này, lại thuốc nữa chứ.
nó có cái vị thơm thơm của hành này, với lại chua chua của mẻ, quyện lại thật là ngon luôn này. Chua, lá chua. Lá chua, có cả mẻ bác Tiểu ạ. Có thêm một ớt không? Thiếu ớt nhưng mà bác Tiệp lại không ăn được ớt. Ớt với rau thì là. Cái này là làm thế này gọi là nguyên thủy. Sống thời kỳ, trở về thời kỳ nguyên thủy. Ngon quá, hắn cỡ giết nha. Chứ vậy? Tí nữa bà nuôi mà mỏi luôn ý. Ngất luôn. Bà uống rượu thì bà say luôn đấy. Đã bảo rồi, ai trong đời mà chẳng uống rượu. Anh nhớ mà uống cho bà nhớ chén nữa. Bà ta cà té uống, anh lại đái. Bà hỏi bà nhiếm vậy, cũng hỏi bà nhiếm này. Không bà mơ nữa. Bà chỉ nữa uống cái cáo mày, tổ cáo, anh thì tổ cáo. Nhưng mà bà nhiếm mình cá này ngon lắm, cái nào cũng ngon. Ừ. Cá hô ba bể mà. Qua cái này vẫn đây ngon lắm. Cá hô ba bể thả đưa kia phải ngon rồi. Đúng rồi. Ăn giống ta máu. Thuyền ơi, chầm chờ ta nhé. Người ta bảo là ăn vừa vừa thôi, không thì yêu bánh mì thôi chẳng cần đâu. Cốt sao có sức khỏe để chống dịch bệnh corona này là được rồi. Bác Nhiêm nhỉ? Bác ạ, có ăn cái gì để rơi xuống đây? Như một phần cái gì? Ăn hết. Đây, lá rau thồng lồm. Đấy, lá chua. Thồng lồm là chua gió. Chua gió. Đúng, ớt gió ấy. Nhờ. Chiều nay hát bảo là hát tiếng dân tộc. Bảo là sổng lồm điên lồng lạc chăn đây vậy. Chua gió. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hoàng. Hãy đến với Hoàng để thưởng thức các món ngon hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.